Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Truyện Lạc Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 164 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Xin chia sẻ các bạn một chút, bây giờ là đêm hôm rồi thì mình hiện tại là cũng là rất bận. Và tập này là tập thứ tư của ngày hôm nay thì mình đọc tranh thủ đọc đêm và ra muộn thì các bạn thông cảm. Bạn nào có thể nghe được đêm thì có thể nghe, còn không thì chúng ta sẽ dồn vào sáng ngày mai nghe. Khánh Duy sẽ tranh thủ hết mức để có thể ra chuyện được phục vụ được mọi người. Mong mọi người hết sức thông cảm. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần 164 của bộ truyện Ngược Về Minh Triều ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, lúc bây giờ thật đáng thương cho hiệu trưởng đại học trung ương bị Lưu Cẩn dọa cho nói năng bậy bạ cả lên, lại còn để một tên nửa chữ cũng không biết như Lưu Cẩn đến giảng bài cho đám thấy học sinh trong bụng một bổ kinh luân, thế có đó sót không đây? Thế nhưng Lưu Cẩn thì lại không hề thấy mình không đủ tư cách. Nghe xong chuyển giận thành vui, hắn cười ha hả nói: đứng dậy đi, đến thái học thị sát ư, giảng bài cho thái học sinh ư. Y nghĩ rằng cái chủ ý này quả là không tồi, bèn xúc động gật đầu nói: vậy được rồi, người sắp xếp đi, ta nhất định sẽ thu xếp thời gian bận rộn để đến quốc tử giám giảng bài cho đám học sinh lười biếng kia. Giảng về pháp lệnh của triều đình, về quy tắc làm quan làm người, còn việc biên soạn những lời nói và việc làm của ta thành sách để ban bố pháp lệnh toàn thiên hạ thì cũng là một đề nghị rất hay. Người mau chóng thu xếp kinh phí cần thiết cho việc biên tập in sách, ta có thể bảo hộ bộ hộ cấp cho. Làm tốt thì ta nhất định sẽ tấu lên hoàng thượng, phong thưởng thật hậu hĩnh à. Vương Vân Phượng mừng rỡ ra mặt, không ngờ là không những hóa nguy thành an, lại còn nhờ quả nịnh hót lo cá này mà được lòng của công công, đoạn nhanh chóng tuân mệnh rồi lại tán dương một phen, rồi mới vội vàng lui ra. Lo việc Lưu Cẩn đến thái học giảng bài và việc biên soạn cuốn Lưu Thị văn tập. Trong ý chỉ cũng có đề cập đến việc xử lý đám ngu dân xưng đế. Chính Đức tuổi còn nhỏ nhưng không dễ dãi như hoàng trị. Với y, ban ngày không thể có hai mặt trời, nước không hề có hai vua. Bất luận quốc gia lớn nhỏ hay có phải trò đùa hay không, tự ý xưng đế thì là con đường chết. Nếu như Đại Minh nhân nhượng một kẻ tự xưng hoàng đế bình yên vô sự sống sót thì chả bằng cổ vũ cho những kẻ khác làm phản hay sao? Cho nên ý chỉ của Chính Đức gửi cho Dương Lăng nói rõ, tên Triệu Vạn Hưng tự ý xưng đế buộc phải tội chết. Còn về thừa tướng Tả Hữu, lục bộ thượng thư và đại tướng quân thì nhốt hết vào đại lao. Những người khác và nữ nhi yếu đuối, hoàng thượng khai hồng ân không truy cứu nữa. Sáng sớm nay tới nha môn Chi Châu kê biên tài sản, vừa lúc thánh chỉ về việc xử lý vấn đề này cũng tới nha môn Chi Châu. Dương Lăng nghe lại một lần, từ giờ phút này không cần giấu giếm nữa. Dương Lăng gật đầu nói: hay, hay lắm, cái đám ngu dân này mặc dù đáng trách thì nhưng cũng đáng thương. Đường kim hoàng thượng nhân hậu, hạ chỉ xá miễn những kẻ vô tri a dua theo, nhưng với chủ mưu xưng đế Triệu Vạn Hưng để làm gương cho dân chúng thì phải... Dương Lăng lắc đầu, Giang Bân thì không quan tâm đến sự sống chết của những kẻ ngu ngốc kia. Cái mà y quan tâm chỉ là một mình Vương Mãn Đường mà thôi. Giang Bân không khỏi căng thẳng mà nói: nói như vậy, kẻ cầm đầu thì không thể xá miễn được, thì cái vị Vương cô nương tự xưng hoàng hậu cũng sẽ bị chặt đầu hay sao? Dương Lăng lên tiếng nói: việc này chắc là không. Một nữ nhi thì có thể gây ra được loạn gì đấy chứ? Hoàng thượng hạ chỉ, kẻ cầm đầu thì phải giết, những kẻ tự nhận quan nhị phẩm trở lên thì nhốt vào các mật vệ, những người còn lại và nữ nhi thì miễn tội chết kìa. Dương Lăng nói đến đây nhíu lông mày nghi hoặc hỏi: mà cũng kỳ lạ, ta thấy lạ ở chỗ sao không tống vào Lưu Đông lại nhốt vào các mật vệ chứ? Hoàng thượng sao lại nghĩ đến cái chỗ đấy đây, thật là kỳ lạ. Những phạm nhân trong vòng 2 năm nay theo ý của Dương Lăng thì đều gửi về Lưu Đông, căn bản không có tù nhân nào gửi tới Tây Vực. Hơn nữa, các mật vệ hiện tại không hề nằm trong tay của Đại Minh. Các mật vệ được thành lập vào năm thứ tư của Vĩnh Lạc, năm thứ 9 Thành Hóa, Thổ Lỗ Phiên chiếm mất các mật vệ, lại qua 9 năm, Đại Minh đoạt lại các mật vệ. Từ đấy Đại Minh và Thổ Lỗ Phiên hình thành thế giằng co ở các mật. Năm thứ nhất Hoàng Trị, Thổ Lỗ Phiên lại cướp được các mật vệ. Năm thứ 4 Hoàng Trị, Đại Minh thu hồi đất cũ. Năm thứ 6 Hoàng Trị, Thổ Lỗ Phiên 3 lần chiếm các mật vệ.
lại đến năm thứ 8, Hoàng Trị lại thu hồi lại được, rồi lại đột ngột thất thủ. Năm thứ 10, Hoàng Trị lại thu hồi các bật vệ, nhưng tới năm thứ 18 Hoàng Trị, nhân lúc Hoàng Trị băng hà, thiết kỵ dân tộc Thát Đát tập kích Cửu Biên, Thổ Lỗ Phiên xuất quân lại một lần nữa đoạt được các mật. Trong lịch sử, Đại Minh từ lúc này không còn khi nào thu hồi được các mật nữa. Đại quân nhiều lần thử tiến công, nhưng đều chỉ còn cách lui về giữ ra dự quan. Trải qua gần 100 năm liên tục tranh đoạt, Đại Minh cuối cùng cũng đành bất đắc dĩ từ bỏ các mật vệ, từ bỏ hiếu đạo chấn giữ yết hầu Tây vực này. Mà trước mắt, Đại Minh đang cố gắng thu hồi các mật, đồng thời để kiềm chế dân tộc Hoãn Lạt, ép họ tranh đoạt thảo nguyên với Thát Đát. Mặc dù thành các mật đã mất, nhưng Dương Lăng và Hoàng đế ở kinh thành lại định ra thế xui hổ đấu hổ, tạo quan tọa sơn quan hổ đấu, lấy thời cơ đó làm suy yếu Thát Đát, đồng thời vẫn lệnh cho đại quân trấn thủ ở gần các mật vệ, vừa có thể lựa thời cơ thu hồi các mật vệ, vừa có thể gia tăng áp lực đối với Ngõa Lạt bất cứ lúc nào. Bây giờ không phải là lúc dùng binh quy mô lớn với Thổ Lỗ Phiên, những vấn đề khác thì ổn, chỉ có cái là thiếu tiền. Các biện pháp cải thiện thực lực quốc gia cần phải chờ hiệu quả, ước tính cũng phải mất vài năm. Khi tiềm lực quốc gia Đại Minh đủ mạnh, mỗi lần thu hồi các mật ít nhất cũng phải dùng từ 2 đến 4 năm để mà chỉnh đốn quân bị. Theo tính toán của Dương Lăng, dù có điều bị tinh binh, mãnh tướng, viễn chinh tham chiến, thì việc đoạt lại các mật vệ vẫn không phải là việc ngày 1 ngày 2 là có thể hoàn thành được. Dụng binh vào thời điểm không thích hợp, mục đích đúng đắn cũng sẽ bị coi là đội quân hiếu chiến, chỉ tổ hại nước hại dân. Nhất cử nhất động của Hoàng đế, rất nhiều việc lặt vặt cũng có thể dự báo mục đích và quan điểm của ông ta. Dương Lăng rất lo lắng, đây là những biểu hiện chính đức được chuẩn bị động binh với các mật vệ. Tuy nhiên, nếu như y thực sự có ý nghĩ đấy, Tiêu Phương đóng giữ ở kinh thành không thể không biết tin, cho nên Dương Lăng vô cùng hoang mang. Hắn nào đâu có biết, đây đều là những ý nghĩ nhất thời của Lưu Cẩn. Lưu Cẩn nghe nói có người tự xưng Hoàng đế, phẫn nộ thể hiện lòng chung của mình với chính đức đế, yêu cầu khám nhà, tru di những kẻ phản nghịch đó. Không ngờ chính đức đã xem mật thư của Dương Lăng, xem trước thì được tiếp thu, nên không muốn chém giết làm to chuyện làm gì. Lưu Cẩn đành bất đắc dĩ, đành phải tìm kẽ hở trong lời của chính đức mà xen vào. Chính đức chỉ nói là nhốt vào đại lao, chứ không nói dẫn đến đâu. Lưu Cẩn nhớ tới những cuộc xung đột liên miên của các mật vệ với Thổ Lỗ Phiên, toàn là đại binh đóng quân. Do chinh chiến xa nhà, binh sĩ khỏe mạnh cũng vì ốm đau, bệnh dịch mà chết quá 1/3. Nếu như tống vài tên tội đồ ra đấy, bọn chúng sẽ vì không chịu nổi điều kiện gian khổ mà sẽ sảng khoái tự thưởng cho mình một đao kết liễu. Thế là liền tự ý thêm ba chữ các mật vệ vào thánh chỉ, tống hết tả hữu thừa tướng, lục bộ thượng thư của nước Đại Thuận tự xưng và cả cái tên uy võ đại tướng quân ra biên cương đùa với thần chết. Giang Bân nghe nói Hoàng đế sẽ xá miễn cho đại tội của nữ nhi xinh đẹp kia, trong lòng mừng vui lắm. Y ban đầu lo lắng đây là đại án phản nghịch, không biết Hoàng thượng phán quyết ra sao. Vì nữ nhân kia dù có xinh đẹp đến đâu đi chăng nữa thì cũng là khâm phạm. Dù có mong muốn lợi dụng chút ít cũng được, nhưng cũng không thể đùa với cái đầu của mình. Vì thế cho dù trong lòng không đành, nhưng từ khi nàng bị nhốt vào đại lao thì không còn ý nghĩ động tới nàng nữa. Lúc này, khi nghe tin Hoàng thượng phán quyết nàng vô tội mà được thả, cái lòng dạ trăng hoa của Giang Bân lại nhất thời nổi lên. Chồng của nàng sắp bị chém, nàng lại là vợ của khâm phạm, còn mình đường đường là du kích tướng quân, việc đưa nàng về phủ làm thị thiếp lại chẳng dễ lắm hay sao? Giang Bân nghĩ đến đây nhất thời trong lòng ngứa ngáy, hận không thể chắp cánh bay thẳng vào trong ngục nói chuyện yêu đương với mỹ nhân kia luôn một. Giang Bân thầm nghĩ, ý chỉ của Hoàng thượng không thể truyền vào trong ngục nhanh như vậy được. Nhà môn Tri Châu cần phải sắp xếp nhà sai nhà, đóng xe tù, rồi để áp giải đám tù nhân này đi Tây vực xa xôi cũng phải chuẩn bị mất mấy ngày. Nếu như ta vào trong ngục dọa khám nhà, chém đầu một phen với một người phụ nữ bình thường không hiểu biết như nàng ấy, chắc chắn phải vô cùng hoảng sợ. Đến lúc đó ta lại đánh tiếng đồng ý cứu nàng thoát tội, để nàng phải chủ động cầu xin ta. Đợi nàng ra ngoài rồi còn không cảm ơn đại đức của ta hay sao? Không chừng ở trong ngục ta có thể dụ dỗ tiểu nương tử xinh đẹp kia phục vụ ta một phen đấy chứ. Tận hưởng cái hương vị đê mê và mỹ nương kia đem lại. Tiểu nương tử này người đẹp thịt non quá đi mà. Dương Lăng đối với việc giải tù nhân đến các mật vệ thì suy nghĩ trăm lần, không có lời giải, chỉ còn cách tạm để việc đó trong lòng. Hắn gác lại tâm sự, nâng chén rượu lên nói, Tết nhất rồi, không nói chuyện nhuốm mùi máu tanh nữa. Giang Huynh. Dương Lăng kỳ quái nhìn Giang Bân. Đội phụ nữ trong cuộc nói chuyện vừa rồi đã rút lui cả. Giang Bân đang nhìn cái gì vậy đây? Sao lại nhìn chằm chằm vào cái đĩa thịt gà mà cười dâm đãng như vậy? Giang Huynh.
Dương Lăng gọi to hơn. Giang Bân đang nghĩ về cái hình dáng người con gái xinh đẹp có tên Vương Mãn Đường kia đang quằn quại, rên rỉ, nằm dưới thân mình, nhất thời khí thế hừng hực. Thằng nhỏ phía dưới đã lâu không biết mùi thịt cũng ngẩng đầu lên, hát cùng một bài ca với lão đại của nó, thì đột nhiên bị câu gọi của Dương Lăng làm giật cả mình. Tay quờ vào cả chén rượu, đổ lênh láng ra bàn. Đột nhiên thấy đúng quần ướt sũng, có cái gì đó sưng lên đáng kể thì phải. Dương Lăng uống đến đỏ bừng cả mặt, đi lảo đảo siêu vẹo từ Trương phủ ra. Trương Mậu và Giang Bân mỗi người dìu một bên, ba người cười cười nói, cứ như thể huynh đệ lâu năm không gặp vậy. Tống Tiểu Áo thấy Dương Lăng với vẻ lướt khướt, không nén nổi cơn giận. Mấy ngày nay đại nhân ngày nào cũng uống rượu, ngày nào cũng nhận lễ, còn đâu là dáng dấp của Dương đại tướng quân thần uy anh minh nữa đây. Tống Tiểu đại thư nhà chúng ta chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận quay đầu đi, rồi lại thấy Lưu Đại Ngô ngô nghê mở miệng khen. Tống tướng quân, người xem quốc công của chúng ta uống say rồi vẫn đẹp trai, cười rất có dáng vẻ của đại tướng. Nếu ta mà đẹp trai bằng một nửa quốc công thì có bao nhiêu cô nương mê ta đấy. Tống Tiểu Ái trợn trừng mắt thì thầm, ăn hái. Tên Lưu Đại Bồng Chùy trà sát bàn tay, cười ha mà nói, đó không phải gọi là ăn hái mà là cả nể. Quốc công nhà ta thân phận thế nào chứ, có phải ai mời cũng đi đâu. Lương công công gọi đó là bình dị dễ gần ư? Tống Tiểu Ái cười khởi một tiếng, chán chả buồn quan tâm đến cái thằng khốn đó nữa. Trương Mậu tiến Dương Lăng tới xe, quản gia từ phía sau lập tức dâng một cái hộp cấm tới. Trương Mậu đỡ lấy rồi vừa cười vừa đặt nó lên trên cảng xe, vỗ nhẹ mà nói, một chút quà nhỏ, mong quốc công nhận cho. Dương Lăng cầm cái hộp gấm lên, nâng nâng xem nặng nhẹ thế nào, sau đó mặt mày hớn hở, dịch sang chỗ cửa kiệu, đứng không vững cười nói, Trương huynh, khách sáo quá rồi, đều là huynh đệ tốt tâm đầu ý hợp mà, ta đành xin nhận vậy. Đúng rồi, Giang huynh, cùng ta về phủ, chúng ta tối nay tiếp tục uống nào. Giang Bân nghe thấy quốc công mời mình, thấy nở mày nở mặt lắm, mặc dù có vướng bận đến vị mỹ nhân trong ngục kia, thế nhưng lời mời của quốc công thì không thể chối từ. Đoàn phấn khích gọi người mang chiến mã của mình tới, rồi lại dẫn thêm hai cận vệ cùng với Dương Lăng về phủ. Dương Lăng trở về phủ, đám thị vệ hộ tống hắn vào nhà. Tống Tiểu Ái hoàn thành sứ mệnh xong, đến chào một câu cũng không, mặt lạnh như tiền mà bỏ đi. Dương Lăng nhìn theo bóng dáng của nàng, cười ha hả. Nhà đầu này thật là thú vị, tính tình ngay thẳng, yêu ghét rõ ràng, có điều gì không hài lòng là thể hiện ra ngay ra mặt kìa. Nhìn nàng ta tức giận cũng rất thú vị. Dù sao thì nhiệm vụ của nàng cũng chỉ là bảo vệ sự an toàn của chính mình mà thôi. Những âm mưu quỷ kế này thì giao cho nàng không chắc là có thành công được. Nhìn cái vẻ mặt tức giận đáng yêu của nàng, ta lại không muốn nói cho nàng biết kìa. Dương Lăng lảo đảo đi vào thư phòng, Giang Bân thấy hắn đi đứng chả vững, liền vội nói, quốc công, hay là uống cốc trà rồi đi nghỉ thôi. Dương Lăng đột nhiên ngừng lắc lư, hắn chậm chậm đứng thẳng người lên, khi quay lại thì đã một vẻ trang nghiêm, sắc mặt thì vẫn hồng nhuận như thế, nhưng ánh mắt không còn vẻ gì là say rượu nữa cả. Ánh mắt sắc nhọn của Dương Lăng nhìn chằm chằm vào Giang Bân, đoạn trầm giọng nói, Bá Châu du kích tướng quân Giang Bân, quỳ xuống nghe chỉ. Giang Bân ngẩn ra, ngẩng mạnh đầu lên nhìn Dương Lăng, thấy hắn không còn chút thần thái nào của một kẻ say bét nhè cả, không khỏi kinh ngạc, vội vàng kéo bào quỳ xuống gặp mình nói, mặt tướng nghe chỉ. Lại nói, sau một lát sau, Giang Bân đi ra khỏi phủ Khâm Sai, lặng lẽ đứng trước cửa một lát, đột nhiên ngẩng lên trời cười ha hả, rồi quay người ra cửa, cất cao giọng nói, nào đi, tới Đại Lao Bá Châu nào. Giang Bân là người việc to bằng trời cũng chẳng quan tâm. Dương Lăng đối mặt chỉ rõ, nói với hắn một đại sự vô cùng quan trọng. Giang Bân không hề cảm thấy có gì khó khăn, chỉ thấy việc này là một cơ hội tốt để mình kiến công lập nghiệp, không những không có chút áp lực nào, ngược lại còn vui mừng lạ thường. Quan lại Bá Châu hổ bại như vậy, đen tối tiêu cục, từng tầng lớp mạng lưới quan hệ được kết lại rộng lớn như thế nào thì cái vị dũng phu này không hề quan tâm. Ngươi là quan văn cũng vậy, quan võ cũng thế, còn y là hai thanh chẩm mã đao. Người đơn giản thì phương pháp giải quyết vấn đề phức tạp cũng trở nên giản đơn hơn đến lạ thường. Nếu như thay người khác, thời khắc này sẽ phải suy tính xem nên giải quyết nhiệm vụ mà Dương Lăng giao phó làm sao cho kín kẽ, cẩn thận. Còn cái đầu của Giang Bân thì chỉ nghĩ được sau khi thành sự thì sẽ được thăng quan tiến chức nhanh như thế nào. Trong cơn đắc ý, bèn muốn tới Đại Lao gặp mặt vị nữ nhân xinh đẹp kia. Sở dĩ Dương Lăng chọn Giang Bân là vì hắn vừa tới Bá Châu, hoàn toàn chẳng có quan hệ gì với quan trường nơi đây cả, là người đáng tin nhất. Hơn nữa, y là Bá Châu du kích tướng quân, nắm trong tay lực lượng vũ trang lớn nhất bản địa.
Dương Lăng chỉ dựa vào 1.000 nhân mã của Tống Tiểu Ái, còn phải trích ra phần lớn để bảo vệ sự an toàn của mình, nên không thể hoàn thành kế hoạch quân quản của hắn được. Cú đòn sấm sét của hắn cần có một người nắm quân đội mạnh trong tay, đồng thời phải tuyệt đối lắng nghe mệnh lệnh của mình, chứ không chịu sự ảnh hưởng của quan viên lớn bé Bá Châu. Giang Bân không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Dương Lăng ngồi ngay ngắn sau án thư, nhìn theo Giang Bân cáo từ ra về. Sau bức bình phong bỗng xuất hiện một người, đi tới trước án thư chắp tay nói với hắn: "Học sinh Mục Kính bái kiến quốc công." Dương Lăng vội đứng dậy đỡ lấy hắn, mỉm cười nói: "Ngồi đi ngồi đi, không cần đa lễ. Mục Tú Tài vừa từ Cố An về hay sao?" Trải qua quãng thời gian dài chữa bệnh, cái đùi của Mục Kính bị thủ hạ của Tứ Yêu Tăng đánh gãy cơ bản đã khỏi, chỉ là đi lại có chút khập khiễng. Tuy nhiên, vết thương trên mặt thì dù Lăng Trung có cao minh đến đâu đi chăng nữa cũng chữa không khỏi. Vốn là Tú Tài phong độ ngút trời, nay trên mặt toàn vết sẹo, da thịt lồi cả ra, trông thật là dữ tợn. Mục Kính cung kính đáp: "Vâng, vốn là muốn quay về Bá Châu báo tin với ngài, không ngờ là trên đường chạm mặt với đoàn xe của Trương Trung. Gã quả nhiên không nén nổi giận, vội tới Cố An rồi." Dương Lăng cười nói: "Đó là điều đương nhiên. Cái loại hoàng đế con đó đã quen cái thói độc tôn ích kỷ rồi, ai dám động chạm đến quyền uy của gã là gã một khắc cũng không nhịn được. Bọn Hoa Thư Quan bên đó liệu có chịu đựng nổi không đây?" Mục Kính vội đáp: "Đại nhân xin cứ yên tâm, Hoa đại nhân làm quan thanh liêm, coi kẻ ác như quân thù, danh tiếng ở Cố An luôn tốt đẹp, chứ là không được thưởng gì cả. Làm thư quan đến 10 năm nay mà không được thăng chức đến một lần. Lần này có quốc công đỡ lưng, Hoa đại nhân đã hạ quyết tâm hiệp trợ quốc công thanh trừ đám họa hại ở Bá Châu này rồi." Dương Lăng lắc đầu nói: "Quan lại trên dưới ở Bá Châu đã thối nát mục nát cả rồi. Quan viên giữ chức quan trọng thì đại đa số là tham nhũng ghê gớm. Ta sai bọn tham quan đó đi chống tham nhũng thì chả phải là chuyện được cười hay sao? Nếu cứ thẳng thừng mà tra xét, quan viên trên dưới lớn nhỏ ở Bá Châu chắc chắn sẽ cùng nhau phản đối, tất cả dâng sớ kháng tấu, cùng nhau che giấu chứng cứ, lại có Lưu Cẩn thao tác bên trong, vậy thì khó mà thành công được." Vì thế, việc này muốn đột phá thì bắt buộc phải hạ thủ từ quan viên Bá Châu rồi, chứ không thể lợi dụng phía quan phương. Ta không thể, cũng không có cách nào thay máu toàn diện quan trưởng Bá Châu, sau đó tra xét từng tên một. Thế thì chỉ có xuất kỳ binh thôi. Chỉ có điều đám kỳ binh này cũng khó xuất. Ta lo lắng rằng bách tính Bá Châu dưới sự áp bách tầng tầng lớp lớp của quan lại đã sợ quan như hổ, chưa chắc đã dám phản kháng Trương Trung đâu. Mục Kính nghiêm nghị nói: "Đại nhân yên tâm, ngải quan ngoại bị tên quan gian ác Trương Trung kia bóc lột thậm tệ, tới mức cả nhà phải treo cổ tự vẫn. Học sinh đã bảo người nhà tuyên truyền khắp nơi ở Cố An. Hiện nay tất cả đám phú hộ hương thân ở Cố An đều sợ hãi cực điểm, cho rằng Trương Trung sắp bị bãi nhiệm, ra sức vơ vét, muốn tận diệt đám phú hộ hương thân kia. Ngoài ra, tên quan thuế mà Trương Trung bổ nhiệm thì bóc lột nhân dân thậm tệ, ép tiểu thương Cố An không thể tồn tại. Siêu thuế tăng lên nhiều lần, vật giá vì thế cũng leo thang. Bách tính thành Cố An do đó oán hận đến vô cùng. Bách tính Bá Châu từ thời thượng cổ đã thượng võ rồi, bản tính thì dũng mãnh. Đến nay tình hình hết sức căng thẳng. Đến lúc đó học sinh đứng lên hô hào nhất định sẽ hưởng ứng với đại nhân." Dương Lăng thở dài một tiếng nói: "Chỉ mong là thế. Các ngươi triển khai công việc, có xảy ra điều gì sơ suất thì cũng là do bản quốc công ta gánh chịu. Ta muốn mượn trận phong ba này thổi cho nó thành một trận bão lôi đình, triệt để thanh trừ cái thói tham nhũng của quan trường Bá Châu, trả lại cho bách tính một bầu trời trong xanh kìa." Lại nói, Trương Trung hay còn gọi là Trương Lột Gia đã đến Cố An. Đội nghi thức của Trương Trung giữa võ Dương Oai đi vào Đông Môn. Tin tức lập tức lan truyền khắp huyện thành Cố An như gió càn mây bụi vậy. Vài cửa hàng vẫn còn gắng gượng hoạt động buôn bán thì đồng loạt đóng cửa. Những người dân nào trong nhà có chút tiền thì đều có bệnh nằm nhà, đến cổng nhà cũng không dám thò mặt ra. Người không có tiền thì kêu khổ, người có tiền càng sợ hãi hơn. Kẻ nào kẻ đó kinh hãi run sợ, không biết tên Lột Gia họ Trương đích thân tới Cố An là muốn làm cái trò gì đây. Đám thứ lại địa phương do Mặc Đơn Cửu cầm đầu hào hứng đón ông chủ của bọn chúng vào thành. Roi ngựa không khách khí mà quất thẳng vào người bách tính đang kinh hoàng chạy nạn. Những nơi nào đi qua là một mảnh tiêu điều, gió lạnh điều hưu. Mùa đông này dường như lại càng thêm lạnh lẽo hơn vậy. Mặc Đơn Cửu dương dương tự đắc cưỡi con ngựa ô cao lớn, nói lớn với Trương Lột Gia: "Công công, người đến đúng lúc lắm. Điêu dân Cố An thực sự là cứng đầu quá đi. Đứa nào đứa đấy cũng không chịu nộp thuế. Cố An thôi quan Hoa Ngọc còn chống lưng cho bọn chúng. Tiểu nhân thấp cổ bé họng, công công không có mặt, tiểu nhân thực sự không thể chấn áp được kìa."
Trương Trung ngồi ở trong xe, kéo rèm kiệu lên, nhìn phố xá tiêu điều với vẻ mặt đầy sát khí. Hắn cười lạnh lẽo nói: Hoa Ngọc sao? Hoa Ngọc là cái đích gì chứ? Đến sở thứ lại đã, gọi Kiều Ngữ Thụ, huyện Quan An lập tức đến gặp ta. Tại sở thuế lại, Cố An huyện lệnh Kiều Ngữ Thụ kính cẩn lễ phép đứng ở dưới. Do gã phải chạy một mạch tới sở thuế, thịt mỡ khắp người vẫn còn đang rung rinh lùng bùng mà rung lên, miệng thì thở hổn hển ra từng đám hơi nước. Đoạn gã vuốt mồ hôi trên trán và dưới cằm, lắp ba lắp bắp mà nói: Bỉ chức tới đón chậm trễ, mong Trương công công tha tội, tha tội. Trương Trung cười lạnh một tiếng, rồi đoạn phất đống tay áo trách mắng: Đón hay không đón thì cũng chả sao. Ta hỏi ngươi đây, Kiều đại nhân cai quản Cố An đã được hơn 2 năm rồi phải không? Kiều Ngữ Thụ cười bồi nói: Dạ, trí nhớ công công tốt quá đi. Hạ quan tháng 6 năm Hoàng trị thứ 18 nhậm chức kìa. Trương Trung nghiêm mặt nói: Cũng sắp 3 năm rồi, ngươi nhậm một chức quan, quản lý một phương, thành tích chẳng có gì. Triều đình hiện nay có thể sát hạch quan lại bất cứ lúc nào. Việc này ngươi có biết không? Hạ quan biết. Kiều Ngữ Thụ luống cuống, chỉ biết cúi đầu đáp vâng, khiếp sợ uy phong của Trương Trung, còn không dám ngẩng đầu lên mà nhìn. Lưu công công, năm ngoái có hạ lệnh, chấn thủ chức ti các nơi tương đương với quan viên chấp chính tối cao, cho nên bản chấn thủ không những có quyền quản lý ngươi, mà mấy việc ăn không ngồi rồi, không một thành tích như của ngươi kìa. Ta hoàn toàn có thể trình tấu bãi chức, ngươi có biết không? Hạ quan biết. Ta nghe lệnh Liêu công công, hoàng thượng hiếu thảo muốn xây Huyền Minh cung cho Thái hoàng Thái hậu, nhưng còn thiếu bạc trắng đến 10 vạn lượng. Liêu công công giao nhiệm vụ này cho ta, giao cho Bá Châu, ấy là tín nhiệm ta, là vinh quang của đất Bá Châu này vậy. Nếu như ngay cả việc này cũng làm không xong ấy, thì chẳng khác nào bất kính với hoàng thượng, với Liêu công công. Mặt mũi ta lúc ấy cũng khó coi, quan viên Bá Châu cũng cho thấy sự vô dụng, người biết chứ? Hạ quan biết. Bịch một tiếng, một cái nghiên mực bị dập nát bươm ngay ở dưới chân Kiều Ngữ Thụ, nước mực bắn tung tóe cả vào đầu giày lẫn áo bào. Hai hàng lông mày của Trương Trung dựng ngược, lớn tiếng mà chửi: Người biết cái con mẹ gì chứ? Hiện giờ Cố An chính là địa phương làm ăn kém cỏi nhất kìa. Người thân là quan phủ mẫu Bá Châu, dung túng cho Hoàng Ngọc, bảo hộ điêu dân tiện hộ, chống lại việc nộp thuế. Ta muốn buộc tội ngươi, cho ngươi mất chức, cho ngươi ngồi đại lao, ngươi có biết không? Hạ quan. Kiều Ngữ Thụ nghe đến đây, dường như đã tỉnh ngộ lại, lập tức quỳ cái phịch xuống đất mà chu. Công công, hạ quan biết tội. Trương Trung bị cái tiếng chu như mổ lợn của gã làm giật cả mình. Ông chỉ muốn dọa mày, mày kêu toáng lên thế làm cái gì đây? Ông ta nào có biết, Kiều Ngữ Thụ nghe thấy chuyện bãi quan, lập tức quỳ vội xuống. Thế nhưng khốn nỗi, do hơn 20 năm miệt mài đọc sách nên mắt kém, đã quỳ một phát vào chỗ nghiên mực vỡ vụn kia, đầu gối bị đâm cho đau nhói. Lại nói đến, Kiều Ngữ Thụ là một tên quan ăn trên ngồi chốc, tầm thường đến hèn hạ. Công trạng thì chả dám bàn, chỉ có điều không tham lam, ngày nào cũng ngồi một góc huyện nha, trấn thủ ở đấy. Ai hạ lệnh cũng không có ý kiến gì, chỉ cần quan to hơn là gã không phản đối. Chưa bao giờ dám cản trở mệnh lệnh của Trương Trung. Thế nên thực lòng Trương Trung rất hài lòng với cái tay Kiều huyện lệnh này. Dù gì thì tìm được một tên tham quan ô lại tâm đầu ý hợp với mình tới chấn giữ Cố An, thì kẽ giữa các ngón tay cũng phải nới lỏng ra một chút, để một ít hạt rơi hạt vãi cho gã hưởng. Cái vị Kiều Ngữ Thụ này thì như tượng phỗng, ngồi làm vì trong nha môn huyện thôi, có cũng như không, không đến mức đáng ghét quá. Trương Trung trợn mắt nhìn Kiều Chi huyện đang nghiến răng nghiến lợi một cái, rồi mới lên tiếng nói: Ngươi là quan phủ mẫu của một huyện, sao có thể dung túng cho Hoa Ngọc năm lần bảy lượt gây có dễ cho bản quan như vậy? Có cái thứ đó cản trở, điều dân Cố An đều không nộp thuế, vậy triều đình phải làm sao đây? Ngươi làm cái huyện lệnh như vậy hả? Kiều Ngữ Thụ về mặt đau khổ nói: Công, hạ quan mới được điều đến Cố An có 2 năm, Hoa Ngọc thì đã làm quan ở đây hơn 20 năm rồi, riêng chức vụ hiện tại thì cũng đã làm ngót 10 năm. Bạn bè đồng nghiệp chảy rộng khắp nơi, hạ quan chẳng nắm được cái thóp nào của Kiều thôi quan cả, nên hạ quan có muốn quán cũng chẳng quản được gã ta kìa. Trương Trung tỏ vẻ khinh thường mà nói: Thật là đồ bỏ đi mà, biết là người vô dụng nên bản quan mới đích thân tới Cố An thu xếp,
thành người quản lý cái huyện của An này. Điều dân nhất định phải trừng trị, thuế má nhất định phải thu đủ. Xem cái bộ dạng của ngươi kìa, bụng to chán hói, trông như một con lợn vậy. Rõ ràng là ăn nước rác nhiều quá rồi. Từ giờ trở đi, ngươi phải làm việc chăm chỉ cho ta, chỉ đạo nhân viên trong huyện nhà phối hợp với sở thuế bắt đầu thực hiện thu thuế trong toàn lãnh thổ của An đi. Dạ, hạ quan hiểu rồi. Ngươi gặp cái loại phế vật chỉ biết nói dạ như vậy, Trưng Trung cũng đành phải bó tay. 10 vạn lượng không phải là một con số nhỏ đâu, dùng xe kéo cũng phải mười mấy xe kìa. Ngươi có chắc trong vòng nửa tháng có thể thu đủ hay không? Dạ, hạ quan, mong công công chỉ giáo. Kiều Ngữ Thụ nén đau ở chỗ đầu gối, lau mồ hôi, rốt cuộc cũng nói được một câu khác đi. Trưng Trung cũng ngao ngán lắm rồi, chỉ đành bất đắc dĩ mà nói. Thị thuế phải thu gấp bội, kẻ nào dám chống lệnh không nộp, nhất loạt tóm cổ tống vào đại lao. Thương nhân tiểu thương, người bán giáo, hết thảy không được bỏ qua. Ngoài ra, còn có thể trung thu thêm thuế vào thành, thuế gia thành, thuế gia thị, thuế đoàn dân chấn, thuế lao dịch, thuế binh dịch, thuế xe chở phân vào thành. Con dân xây huyền minh cung cho Thái Hoàng Thái Hậu mà, là lẽ đương nhiên thêm cả thuế hiếu thảo nữa đi. Kiều Ngữ Thụ nghe mà chóng cả mặt, chỉ biết gật đầu nói vâng. Trưng Trung nói một mạch xong, liền xua tay nói. Thôi, lui đi. Bản chấn thủ đích thân ở đây điều hành, số thuế má này lập tức thi hành, nhất định trong vòng nửa tháng phải thu đủ gửi lên kinh thành kìa. Kiều Ngữ Thụ như được đại xá mà dập đầu lia lịa, lồm cồm chuồn mau ra ngoài. Mặc Đơn Kiểu không cam lòng mà nói. Công công, gọi con lợn Kiều Ngữ Thụ đến mắng cho một trận là xong hay sao? Cái tên họ Hoa kia căn bản không coi công công ra gì, không thể tha tội cho gã được. Trương Trung cười thâm hiểm mà nói. Dám đối đầu với bản quan, đương nhiên không thể tha tội. Trình tấu xin Lưu Công Công bãi chức gã đi. À, vậy thì nhẹ cho gã quá rồi. Cái thằng họ Hoa này, bản quan phải chỉnh đốn một phen, giết gà dọa khỉ. Xem về sau, còn có kẻ nào dám chống đối lại ta nữa không đây? Hắn ta vẫy vẫy tay, Mặc Đơn Kiểu lập tức tiến sát lại, ghé tai nghe Trưng Trung dặn dò một hồi, sau đó cười lệnh mà nói. Công công quả là lắm mưu nhiều kế, cao, thật sự là cao, bỉ chức lập tức đi thực hiện. Lại nói, thôi quan quản lý các án hình sự, thống kê thành tích, thôi quan Phủ Thuận Thiên là tòng lục phẩm, thôi quan các nơi khác đều là chính thất phẩm, chức vụ của họ tương đương với chánh án tòa án, đội trưởng đội cảnh sát hình sự kiêm cục trưởng cục kiểm toán. Thực ra với một huyện nhỏ như vậy mà nói, thì chỉ cần thiết lập tuần kiểm ti do huyện chủ bộ phụ trách là được, không cần phải thiết lập thôi quan. Đây là chức quan mà ở thành phố lớn hoặc châu phủ mới cần thiết phải thiết lập. Tuy nhiên, Bá Châu trước giờ trị an rất kém, cho nên mấy huyện đều thiết lập thôi quan để tăng cường trị an địa phương. Hoa Ngọc trên danh nghĩa là do Kiều Chi huyện quản lý, tuy nhiên phẩm cấp thì không hề thấp hơn, kinh nghiệm công tác lại nhiều hơn. Kiều Ngữ Thụ đương nhiên không làm gì nổi y. Lúc này, thôi quan Hoa đại nhân đang ngồi trên công đường, cau mày nghe mấy vị hương thân và dân chúng khóc lóc kể lể. Trương Trung đến cố an rồi, đám thiếu lại càng được thể ra oai, lại thêm Kiều Chi huyện làm trợ thủ. Khắp nơi cố an đều là có bóng dáng của bọn thuế lại hoành hành bóc lột. Trương Trung vốn dự định mượn danh nghĩa đào mỏ vàng mà bóc lột một lượt tất cả đám phú hộ, hương thân. Mệnh lệnh của Lưu Cẩn muốn hắn ta vơ vét bạc xây huyền minh cung sau khi chuyển đến càng làm Trương Trung được thể mà táo tạn hơn. Số bạc này là số tiền có thể danh chính ngôn thuận mà cướp đoạt. Còn nếu có gây ra họa gì thật thì Lưu Cẩn nhất định sẽ đỡ cho hắn. Cho nên Trương Trung căn bản không hề muốn động tới tiền vơ vét được do lấy danh nghĩa đào mỏ, mà ban bố những điều luật mới, lấy siêu thuế nặng nề và đa chủng loại ra để bổ khuyết chỗ thiếu này. Tuy nhiên, cùng lúc đấy, hoạt động đào mỏ vàng của hắn ta vẫn đang được tiếp tục diễn ra. Như vậy, bách tính Cố An lại càng thêm khốn đốn cùng cực. Tháng riêng còn chưa qua mà tất cả đều một cảnh bần cùng khốn đốn. Những người dân nghèo thì lo không biết phải sống sao, còn đám phú hộ địa chủ thì lại càng sợ hãi, sợ sẽ bị người ta ép cho đến không thể sống. Nhìn người của Trưng Trung cả ngày vác quốc sản đảo quanh nhà mình, chẳng ai biết rồi một ngày nào đó mình sẽ có trở thành ngải kính thứ hai hay không. Cái tâm lý sợ hãi ghê gớm đó sắp làm họ đến phát điên. Đại nhân à, chúng tôi đi cầu xin Kiểu huyện lệnh, nhưng ông ta nói đây là luật của triều đình, ông ta cũng phụng mệnh mà hành sự. Chúng tôi nói bách tính khó mà vượt qua cơn cùng cực này, thì vị huyện lệnh này chỉ biết vâng, bản quan biết, thế nhưng lại không dám đứng ra giải quyết việc gì. Dân chúng Cố An hiện giờ không thể sống được nữa rồi. Kiều đại nhân, ngài làm thư quan bản địa đã 10 năm nay, đức cao vọng trọng, yêu dân như con, chúng tôi chỉ còn cách trông cậy vào ngài.
Hoàng Ngọc là một người đàn ông đĩnh đạc, bờ vai rộng lớn, thân hình cao to, lông mày đậm hình chữ nhất. Loại lông mày này tục gọi là hung thần mi, trông rất dữ tợn, không giống với một người tốt. Tuy nhiên Hoa Ngọc lại là một vị quan thanh liêm, chính trực, công bằng và chấp pháp. Trong tình hình tham quan bá châu lộng hành, y lại có thể yên ổn mà ngồi ở Cố An. Trước nay chưa từng bị chèn ép đến mức phải mất quan bãi chức thì thật sự là hiếm có. Không biết có phải là đám quan tham quan đó vẫn còn chút lương tâm, trong lòng vẫn còn biết hổ thẹn mà không nỡ để một vị quan thanh liêm duy nhất của bá châu này cũng không còn nốt, nên mới cử cái con rối chi huyện chỉ biết dạ dạ tới công tác với y hay không. Một vị hương thân già cả lên tiếng nói: "Hey, đại nhân à, bách tính nào chỉ cần có một lời oán thán với siêu cao thuế nặng đều bị bắt vào sở thuế cực hình tra tấn. Huyện Cố An giờ đây đã trở thành địa ngục trần gian, đại nhân ngài không thể nhắm mắt cho qua được." Hoa Ngọc cười gượng nói: "Các vị hương thân phụ lão, việc này bản quan đã viết thành bản tường trình gửi lên tuần sát ngự sử quý đại nhân, hy vọng quý đại nhân có thể đứng ra làm chủ, sớm đưa ra chuyện này tấu lên hoàng thượng, hoặc có thể cứu vãn họa hại cho bách tính Bá Châu." "Đại nhân à, tuần sát ngự sử bản địa đã sớm bị Trưng Trung mua chuộc rồi. Ông ta tới Bá Châu lại dám công khai vào ở phủ Trưng Trung, ai mà không biết chứ, bản tường trình của ngài liệu ông ta có chỉnh lên hoàng thượng hay không?" Vậy ta có thể làm gì được đây? Hoa Ngọc bất lực buông tay, nhìn bộ dạng ủ rũ của đám dân chúng, bỗng ánh mắt của Hoa Thư Quan sáng rực lên, rồi cố nén giọng mà nói: "Ủy quốc công Dương Lăng đó là một vị đại quan thanh liêm, đối xử cực kỳ tốt với bách tính. Nghe nói khi ông ta ở Giang Nam, dân chúng bị Mạc Thái Giám hãm hại, đã xông vào phủ Câm Sai, suýt thì đánh chết quốc công. Quốc công sau khi tra rõ chân tướng sự việc thì không những không trách tội dân chúng, ngược lại còn nghiêm trị mấy tên đại thái giám tham lam đàn áp dân chúng. Nếu như việc này y vừa mới nói tới đây, cánh cổng đột nhiên kịch một cái liền mở toang. Hoa Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu mà nhìn lên, chỉ thấy cái trống lớn đặt ở cổng nha môn không hiểu sao bị rơi khỏi giá xuống đất rồi lăn long lốc ra ngoài cổng. Ngay sau đó là một con bạch mã xuất hiện ngay trước cổng, rồi lập tức có một người trung niên mặc bộ áo bào cung giám màu xanh mới tinh, mặt trắng nhẵn, không một cọng râu, đằng đằng sát khí xông vào. Theo sau là 6-7 người cưỡi ngựa, tiếp sau nữa là một toán lính thu thuế trên tay toàn là gậy gộc, roi da và xích sắt. Tuần Kiểm nghe danh tới chặn, binh lính và tráng sĩ bị người này làm cho khiếp đảm, sợ hãi đứng đấy, không ai dám tiến lên cản trở. Chỉ thấy vị thái giám trên con bạch mã liền hơi không người khiển ngựa đi vào cổng, vào giữa sân lớn, rồi mới thẳng lưng lên nhìn quét một lượt tứ phía, rồi mới lạnh lùng nói: "Cố An Thôi Quan Hoa Ngọc là vị nào? Gọi ra đây gặp ta." Một tên tuần kiểm lấy hết can đảm mà quát lớn: Ngươi là ai? Dám cưỡi ngựa xông vào nha môn, coi thường triều đình như vậy sao?" Vút một cái, lời tên tuần kiểm kia vừa dứt, một sợi roi vụt qua trước mặt của y. Y còn chưa kịp tránh thì vai đã bị dính một cú vụt trời giáng. Tức khắc áo rách, ăn cả vào thịt, đau tới mức kêu la thảm thiết, rồi lảo đảo lùi hai bước, phẫn uất mà nói: To gan, dám đánh quan sai sao?" Trương Trung cười thâm hiểm, rồi từ từ thu sợi roi ra, rắn ngũ sắc lại. Mặc Đơn Kiểu đứng cạnh cười với vẻ quái gở nói: Quan cái gì? Trương công công bọn ta là quan to nhất Bá Châu này rồi. Tiếc cho cái mắt chó mù dở của ngươi, chẳng phải là cái ngựa xông vào nha môn là chịu hình phạt quất roi hay sao? Trương công công tới rồi, vậy mời Hoa đại nhân ra chấp pháp nào." Hoa Ngọc rõ ràng là đang ngồi ở đại đường, nhưng ông ta giả như không thấy gì cả, đoạn vừa khoa trương hô to gọi lớn, vừa khẽ nháy mắt ra hiệu cho một vị tuần kiểm đứng ở cạnh cửa. Đây là huynh đệ tâm phúc của hắn, người này hiểu ý lập tức âm thầm rút lui, sau đó men theo hành lang mà chuồn ra ngoài. Hoa Ngọc lúc này mới phủi phủi áo bào, đứng thẳng người lên, đi ra khỏi đại đường, cúi mình hành lễ, ôn tồn đúng mực mà nói: "Hạ quan Hoa Ngọc bái kiến Trương công công." Thủ hạ của Trương Trung lập tức đánh trống ra hò: "To gan, gặp Trương công công lại không quỳ xuống, một tên quan thất phẩm tép diêu, người tính làm phản hay sao?" Hoa Ngọc khẽ mỉm cười, dõng dạc hỏi: "Chẳng hay Trương công công là quan mấy phẩm?" Đám thuế lại nghe vậy đột nhiên cứng họng lại, hoạn quan thì không có phẩm bậc quá cao, ngay cả đến những đại hoạn quan triều đình như là Vương Chấn, Lưu Cẩn, thậm chí là Cửu Thiên Tuế Ngụy Trung Hiền sau này, luận phẩm bậc thì cũng chỉ là loại hoạn quan nội đình tứ phẩm. Mặc dù quyền lực của bọn họ thì là vô biên, đại học sĩ nội các cả bọn họ phải cúm loa cúm núm, lục bộ cửu khanh gặp phải quỳ xuống hành lễ, quan viên địa phương mà được nhận làm con nuôi bọn họ
thì lấy đó làm vinh dự, còn vô sỉ tới mức làm nô tài cho nô tài. Nhưng những điều đó không phải là do triều đình quy định. Trương Trung chỉ là một hoạn quan bát phẩm do Tỳ Lễ Giám cử ra, nếu như luận phẩm bậc thì còn thấp hơn Hoang Ngọc. Nếu như thực sự tính xem ai mới nên hành lễ với ai thì Trương Trung phải xuống ngựa mà hành lễ với Hoang Ngọc. Trương Trung đỏ bừng cả mặt, ngượng quá hóa giận mà nói: "Bản trấn thủ tới đây không phải là để luận phẩm bậc với Hoa đại nhân ngươi. Được hoàng thượng tín nhiệm, bản quan được phó thác chức vụ trấn thủ Bá Châu. Bản quan dốc hết lòng trung, tận tâm tận lực làm việc cho hoàng thượng. Nhưng Hoa thư quan ngươi nhận hối lộ của điêu dân, liên tục cản trở thuế lại, thi hành công vụ, cản trở người của bản quan khai khoáng. Bản quan hỏi ngươi, ngươi có biết tội không?" Hoàng Ngọc điềm nhiên nói: "Trương công công, người nào chỉ trích ta nhận hối lộ thì phải đưa ra nhân chứng vật chứng, có chứng cứ rõ ràng rồi mới dễ nói chuyện được. Còn về việc cản trở thuế lại, thi hành công vụ, lời này nên giải thích thế nào đây? Thuế má triều đình đã được ban bố rộng rãi, đám thuế lại đó tự vẽ ra quy định, kiếm chắc ngoài quy chế của triều đình, rõ ràng là mượn việc công để tư lợi. Bách tính bị sách nhiễu như vậy thì phải báo quan. Bản quan làm đúng chức trách là phải an dân. Còn về việc đào mỏ vàng..." Hoàng Ngọc cười lạnh một tiếng, vẻ châm chọc mà nói: "Từ cổ tới nay chưa nghe việc thăm khám mỏ quặng mà lại phải đào tới nền nhà người dân. Tuyệt hơn là những việc gọi là khai quặng đó chỉ nhằm vào nhà hương thân phú hào mà đào, thì đó thật sự là đào đúng chỗ rồi. Không có vàng thì cũng nhất định móc được vàng ra. Bản quan là cố an thôi quan, bảo vệ trị an địa phương là chức trách của ta vậy, sao có thể nhắm mắt làm ngơ cho được?" Trương Trung cũng cười gian, ha hả một tiếng nói: "Hóa ngôn xảo ngữ, tuy nhiên cũng đều là trốn tội cho ngươi cả. Ngươi cần nhân chứng vật chứng mới cúi đầu nhận tội chứ gì. Được, ngươi đâu?" Mạc Đơn Cửu lập tức quay về phía sau gọi lớn: "Dẫn nhân chứng tới." Lập tức một loạt tiếng xiềng chân vang lên, chỉ thấy độ hơn chục người dân quần áo rách nát, mình đầy thương tích đeo gông xiềng, bị đám thiếu lại xô đẩy áp giải tới, bị Mạc Đơn Cửu quát tháo ra lệnh, nhất loạt mà quỳ xuống đất. Mạc Đơn Cửu chỉ mặt Hoa Ngọc mà quát lớn: "Các ngươi nói đi, Hoa Ngọc có phải đã nhận bạc của các ngươi nên mới giúp đỡ các ngươi ngăn cản thuế lại thi hành công vụ hay không?" Bộp một tiếng giòn tan, một ông già bị đánh đau tới mức run rẩy, nơm nớp lo sợ mở miệng nói: "Vâng, vâng ạ. Hoa đại nhân, ông ta là Hoa cẩu quan, gã đã nhận nhà tôi 10 lạng bạc, nói là cho phép tôi vào thành bắn gà, không cần phải nộp thuế. Nếu như có ai thu thuế thì gã sẽ ra mặt bảo vệ cho tôi." Hoa Ngọc sớm đã biết bọn người này sẽ tìm cách đối phó với mình, chỉ không ngờ là lại sử dụng cái phương pháp ti tiện đến thế. Trong nhà người dân nuôi có vài con gà, bán cả đi cũng chỉ được 1-2 lạng bạc, có ai đi hối lộ cả chục lạng không đây? Có ông già kia nói trước, dưới sự uy hiếp của roi da, những người còn lại cũng bắt đầu nhắm mắt nói bừa theo những điều mà Mạc Đơn Cửu đã dạy từ trước. Gì mà Hoa Ngọc thích vợ của mình, vô liêm sỉ yêu cầu phục vụ ông ta một đêm, bảo đảm cả nhà bình an. Cái gì mà cửa hàng than bị Hoa Ngọc vơ vét không ít bạc. Kết quả là dưới sự bao che của ông ta đã trốn được bao nhiêu thuế. Hoa Ngọc ban đầu cũng muốn biện bạch vài câu, sau đó càng nghe lại càng thấy hoang đường. Trương Trung rõ ràng là đang sắp đặt vu khống hãm hại, nên giờ có nói gì cũng không có tác dụng, bèn đứng đấy cười khẩy, không nói gì cả. Những người này đều là tiểu thương, đều là vì không có tiền nộp thuế hoặc là ý đồ bỏ trốn nên đã bị sở thuế bắt lại, dùng cực hình tra tấn, bày mưu đặt kế bọn họ hãm hại Hoa Ngọc. Những người này bị tra tấn không chịu nổi, đành phải thuận theo sự sắp đặt. Trương Trung ngồi ngay ngắn trên ngựa, nghe đám người kia mồm năm miệng 10 được kha khá rồi mới cười lạnh một tiếng mà nói: "Nhân chứng thì đã có rồi, còn vật chứng thì đương nhiên phải khám xét phủ nha của ngươi mới biết được. Ngươi đâu, gỗ cổ Hoa Ngọc lại, khám xét toàn bộ phủ nha." Tức khắc hai tên thuế lại vốn là lưu manh hừng hực khí thế xông lên, giở dây thừng ra trói chặt Hoa Ngọc lại. Những kẻ này vốn là những tên vô lại bị quản lý bởi tuần kiểm, tráng đinh dưới trướng Hoa Ngọc, giờ đây có thể xử lý một thôi quan đại nhân như thể tù nhân thế này, đương nhiên là vui mừng lắm. Mấy tuần kiểm phẫn nộ muốn dẫn thủ hạ xông lên giải cứu đại nhân, nhưng đều bị Hoa thư quan nháy mắt ra hiệu dừng lại. Hiệu suất làm việc của đám thuế lại quả là nhanh hơn đám tuần kiểm bộ khoái ở dưới trướng Hoa thư quan gấp cả chục lần. Chỉ trong tức khắc đã thấy bọn chúng hào hứng cầm trong tay cái gọi là tăng vật trở ra. Trương Trung xoay người xuống ngựa, nghênh ngang đi vào trong công đường, ngạo nghễ ngồi vào bàn xử án, đập cái bộp thước gỗ xuống bàn xử án, quát lớn: "Người đâu, áp giải phạm quan Hoa Ngọc lên đây. Hoa Ngọc, người đã biết tội, nhận tội chưa?"
Hoàng Ngọc bị dẫn giải lên, bị ấn đến ngã xuống đất, nhưng vẫn hiên ngang ngẩng đầu, cười lạnh, vẻ khinh thường mà nói: "Không có tội mà nhận sao?" Trương Trung cười dữ tợn nói: "Nhân chứng vật chứng đầy đủ, còn dám cứng đầu? Người đâu? Để ra đánh cho ta, đến khi nào nhận tội thì thôi." Để ta. Mạc Đơn Cửu nhổ một bãi nước bọt vào lòng bàn tay, giật một cây gậy công đường trong tay một tên thuế lại, xoay xoay rồi đập cái bộp một cái. Hôm nay bọn chúng muốn tìm cớ để đánh chết Hoa Tư Quan ngay giữa công đường, lấy đó mà dương uy, hòng răn đe toàn bộ công an để không ai còn dám chống lại nữa. Hoàng Ngọc rên lên một tiếng, cắn răng cắn lợi, không nói đến một câu. Toàn thân không kìm nổi giật cả lên. Toán tuần kiểm, binh lính xung quanh trong mặt tràn đầy hỏa khí. Nhưng Hoàng Ngọc biết thời cơ vẫn chưa tới, đành nuốt trọn nỗi cay đắng này, không thể để cho thủ hạ phản kháng. Đoạn hít vào một hơi thật sâu, cười ha hả mà nói: "Hay, sảng khoái, tiếp đi, tiếp tục nào." Bộp, lại một gậy nữa, trán Hoàng Ngọc vã đầy mồ hôi, toàn thân co giật rồi đột nhiên trợn mắt, hét lớn một tiếng: "Dành con, người chưa được ăn no hay sao? Lấy hết sức bình sinh ra mà đánh ông mày đây này. Lúc bấy giờ, Mục Tú Tài đứng trước một chiếc án thư tại huyện học mà hét lớn: "Các vị, đại sự gay go rồi. Hoa Tư Quan để bảo vệ người dân chúng ta, không được phép bọn thế lại hoành hành bạo ngược, áp bức dân lành. Hiện giờ Trương Lột Gia đã đánh vài người dân, bắt khai nhận, hãm hại Hoa đại nhân ăn hối lộ. Ngay bây giờ đang cái giờ trò tiểu nhân ngay giữa Thôi Quan Phú, muốn đánh chết Hoa đại nhân tại chỗ kìa." Chúng môn sinh huyện học nghe vậy mà náo loạn cả lên. Hoa Ngọc làm quan thanh niêm, công bằng chấp pháp, luôn nhận được sự kính trọng của người dân. Đặc biệt là những học sinh có thể vào huyện học, gia cảnh đều rất khá giả, người nào cũng sợ dẫm phải vết xe đổ của ngài kính, thì Hoa Thôi Quan càng là cứu cánh của bọn họ. Đến nay nghe nói Trương Trung muốn trừ khử y, lập tức hoảng loạn hết cả lên. Mục Tú Tài cao giọng nói: "Chư vị huynh đài, chúng ta không thể ngồi dương mắt nhìn Trương Trung hãm hại Trung Lương như vậy. Theo ngụ ý của đệ, chúng ta cần lập tức đi gặp Trương Trung, nói rõ cho ông ta dân ý của toàn bách tính quan, không thể tùy ý làm bừa. Hoa Thư Quan nếu như bị kẻ gian hãm hại thì lũ giặc có dã tâm như thế sẽ không còn biết sợ gì cả, chỉ e chư quân rồi cũng đến tình cảnh chết không có chỗ chôn mà thôi." "Hảo, Mục ca nói hay lắm, ta cùng đi với huynh, chúng ta đi tìm Trương Trung mà nói lý phải." Bên dưới bắt đầu có người hưởng ứng. Trong chốc lát cả huyện học như nước sôi sùng sục, ngay cả đến hai vị thầy giáo đức cao vọng trọng cũng cua lấy cái thước xông ra ngoài đường. Đoàn biểu tình vừa đi vừa hô to khẩu hiệu. Những người dân nghe tin Hoa Thư Quan sắp bị người ta đánh chết, Trương Lột Gia muốn ép khô cái cố an này, lập tức đồng loạt hưởng ứng. Người tham gia ngày một đông, khẩu hiệu hô hào cũng ngày càng kịch liệt. Không biết từ lúc nào, do ai cầm đầu mà đã từ thả tự do Hoa Thư Quan, trả lại an lành cho cố an, biến thành đánh chết Trương Lột Gia, đuổi cổ cẩu thứ lại. Đoàn biểu tình chỉ có mấy chục môn sinh đã rất nhanh biến thành một đội ngũ khổng lồ với hơn 2.000 người. Bọn họ hô hô gậy gộc quốc sảng, bàn cào phân, trong tay cầm chặt gạch đá, ngói vỡ. Những khuôn mặt thật thà đôn hậu này nay đã bị thay thế bởi những sự dữ tợn trùng trùng điệp điệp mà xông tới Thôi Quan Phủ. Một cuộc bạo động đã được bùng phát. Cũng trong lúc này, tại Bá Châu Phủ, Dương Lăng gác hai chân lên bắt chéo, thanh thản mà uống trà. "Tiếc thật, kể ra mà có người đấm bóp vai cho thì tốt quá rồi." Dương Lăng nuối tiếc quay đầu lại nhìn một cái, thấy Tống Tiểu Ái với cặp mắt lạnh lùng đang nhìn về phía trước, lập tức bỏ đi cái ý đồ đen tối này. "Nếu mà phiền tới nàng ta, phải động chân động tay, không chừng bị đấm cho hộc máu ấy chứ." Phan Mạch Ly nhẫn lại cười bồi mà nói: "Quốc công, đây là một cặp bình long phượng, nghe nói là của những năm trinh quan đầy đường, thế nào cũng phải đáng giá đến 5.000 lượng bạc kia. Ngài xem, ngài xem." Dương Lăng đã lấy một cái cầm lên mà xem. Màu ngọc ấm áp, chân chu, đường điêu khắc, đẹp đẽ tinh xảo. Còn về cái đáng tiền hay không thì hắn nhìn không ra. Dù sao thì để kéo dài thời gian, Dương Lăng nhẹ nhàng xếp lên bàn. Hắn: "Này, Đại Bổng Trùy, ngươi nhìn thử xem." Phan Chi Châu nom cái bộ dạng của thằng Đại Bổng Trùy kia, bất giác, mắt chữ O, mồm chữ A mà nói: Là vị này, bộ dạng này, y hiểu về đồ cổ không?" Chỉ thấy Đại Bổng Trùy cầm cái bình long phượng lên, xoay ngang ngắm nghía, xoay dọc ngắm nghía, rồi lại nhắm mắt lại, nhìn bên trong bình. Sau đó vung bàn tay thô kệch, đập mấy cái vào bình, làm cho Phan Chi Châu sợ đến hết hồn, hết vía. Đại Bổng Trùy xem xong, vẻ tức nuối lắc đầu, đặt bình lên trên bàn. Y bỗng nhìn thấy một cái hũ, bụng tròn, miệng rộng màu đen.
tươi cười rạng rỡ, cầm lên mà khen. À, cái mình vừa nãy không ra gì cả, cái này tốt này. À, quốc công, ngài xem cái hũ này xem. Đại bổng trùy lấy ngón tay búng vài cái, chiếc hũ phát ra âm thanh như kim thạch, khá là êm tai. Quốc công, cái hũ này tốt này. Phan Chi Châu lộ rõ vẻ kinh ngạc, nòng cái phương pháp phân biệt đồ cổ của cái thằng lỗ mãng này hơi nghiệp dư. Nào ngờ y chính là người trong nghề. Cái hũ này nhìn thì chẳng có gì thu hút, thế nhưng lại là đồ cổ từ thời chiến quốc, là thứ dị bảo, có tiền cũng khó mà mua được. Phan Chi Châu đã thèm nhỏ dãi cái hũ này từ lâu, vốn muốn đặt nó ở chỗ không ai để ý tới, giới thiệu bừa vài câu cho qua, đợi khi nào Dương Lăng bán đấu giá thì sai người mua nó về nhà. Bây giờ thì hỏng rồi. Phan Chi Châu chỉ còn cách chịu đau đớn bước lên, nói rõ niên đại, lai lịch, giá tiền ước tính của cái hũ đấy. Dương Lăng nghe giá phải cao hơn gấp 5-6 lần cặp bình long phượng bằng ngọc kia, không khỏi kinh ngạc mà nói: "Ồ, quả nhiên là thứ tốt mà." Dương Lăng nhìn Lưu Đại Bổng Trùy không kìm nổi lòng mà nói: "Cái thằng ngốc này, ngươi giả ngây giả ngô hay là ngốc thật đấy? Bảo là người ngốc nhưng lại có những lúc nói những câu làm người ta kinh ngạc, thật là khó hiểu mà." Lưu Đại Bổng Trùy nghe thấy cái đồ vật mà mình nhắm trúng quả nhiên là đồ tốt, tuét miệng rộng ra cười nói: "Ta đã nói rồi mà, cái bình bỏ đi kia đẹp thì đẹp đấy, nhưng cùng lắm cũng chỉ cắm được hai cành hoa đào, nhiều hơn là nhát không vừa. Vẫn là cái hũ này tốt này, ít nhiều cũng phải muối được 5 cân dưa." Phụt một tiếng, Dương Lăng phun cả hớp nước trà ra, Phan Chi Châu tránh không kịp, Quan Bảo dính trọn ngụm nước. Dương Lăng sặc đến ho sù sụ, ra giấu tay, trong chốc lát không thể nói được lời xin lỗi. Tống Tiểu Ái đứng sau thì cười khanh khách, Phan đại nhân khó chịu phủi phủi áo vào, nhưng không dám nói gì, bất kính cả. Đúng vào lúc này, một người thở không ra hơi chạy vào trong nhà kho, bịch một cái quỳ ngay xuống đất, vã vượi mồ hôi, thở hồng hộc mà nói: "Chi Châu đại nhân, mạo động cố an, hơn nghìn người dân xông vào thôi quan phủ, mặc đơn cứu và hơn chục thuế lại bỏ chạy không kịp, đã bị bọn dân đánh đến chết, lấy nông cụ phanh thây, thê thảm lắm mà." Còn trấn thủ Trương Công Công bỏ chạy về sở thuế lại, bạo dân lại tập kích sở thuế lại, cướp đi những tù nhân trốn thuế bị bắt, nhà cửa, kiệu quan, bàn ghế và những vật dụng khác đều bị đốt sạch rồi, đám ti phòng tham tùy đều bị đánh trọng thương, hấp hối chờ chết, đến nay. Phan Chi Châu nghe mà hồn bay phách lạc, dậm chân nói: "Thế còn Trương Công Công, hiện giờ Trương Công Công ở đâu rồi?" "Trương Công Công dẫn người chạy trốn về phía Bá Châu, bạo dân cầm gậy tre gạch ngói truy sát không bỏ. Đến Tân Trang thì Trương Công Công bị bạo dân đuổi kịp, chỉ còn cách vào trang tránh nạn, chiếm được một nhà lớn trong trấn, giằng co với đám bạo dân. Tiểu nhân là do Kiểu Chi huyện cử đến cầu cứu viện binh." Phan Mạch Linh nghe xong cũng ngây người ra, dưới sự quản lý của mình lại để xảy ra bạo dân làm loạn, việc này mà triều đình chưa cứu ra thì thế nào đây? Còn Trương Công Công ngộ nhỡ có bất chắc gì thì phải làm sao đây? Phan Mạch Ly nghe xong cũng ngây người ra, dưới sự quản lý của mình mà lại để xảy ra bạo dân làm loạn, việc này mà triều đình chưa cứu ra thì sao đây? Còn Trương Công Công ngộ nhỡ còn mà có bất chắc gì thì phải làm sao đây? Phan Chi Châu nghĩ tới đây lo lắng như kiến ngồi trên chảo nóng. Dương Lăng ho khan một tiếng nói với Phan Chi Châu: "Phan đại nhân, hoảng sợ cái gì chứ? Trương Công Công lâm vòng hiểm nguy thì phải mau sai người tới cứu ông ta ra. Hàng ngàn bạo dân, xem ra chỉ còn cách để cho Giang Du Kích xuất mã rồi. Ông nói xem có phải không?" Đúng rồi. Phan Mạch Ly bị lời này làm cho tỉnh ngộ, liên tục mà nói: "Đa tạ quốc công đã nhắc nhở, hạ quan sai người dục Giang Du Kích tới thương lượng ngay bây giờ. Sư gia, mau sai người tới binh doanh mời Dương đại nhân tới đây ngay, nhanh." Sư gia vội vàng hỏi: "Lão gia, Giang Du Kích đang ở trong thành, hai hôm nay ông ta hay tới Đại Lao, nửa canh giờ trước vừa mới gửi cho tiểu nhân một tờ giấy bảo tới Đại Lao rồi." Phan Chi Châu xứng người ra nói: "Gã là Du Kích tướng quân, không phải là thôi quan, đến Đại Lao lắm thế làm cái gì? Chẳng nhẽ là có thân bằng cố hữu nào phạm tội nên mới thăm hay chăng?" Lúc này cũng chẳng thể nào nghĩ được nhiều nữa, y vội vàng dậm chân mà nói: "Vậy thì càng tốt, mau mau lên, đích thân người đi, lập tức tìm Giang Du Kích về đây cho bản quan, mau." Dương Lăng chậm rãi nâng chén trà lên, thản nhiên cười nói: "Ta thấy chúng ta hôm nay kiểm đến đây thôi. Phan đại nhân, công vụ gấp gáp, vậy cứ bận đại sự trước đi vậy." Phan Mạch Ly như được đại xá, vội vàng tạ tội rời đi. Dương Lăng nhếch mép cười, thầm nghĩ: "Đến lúc Giang Bân ra tay rồi, sau đó cái lũ tham quan này sẽ giống như con thiêu thân lao vào lửa vậy." Nghĩ tới đây,
Dương Lăng kể môi vào chén trà, ngẩng đầu lên, chén trà một hơi liền hết sạch. Các bạn thân mến, tập 164 của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Đáng nhẽ ra thì mình sẽ đọc thêm 1-2 chương nữa. Thế nhưng đến chương 344 thì bản dịch lại bị thiếu tất cả các chương. Số đen thế, đến lúc đọc lại thì lại bị. Xong rồi, lần sau mình sẽ đọc dài thêm một chút vậy. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại. Bây giờ cũng là 3 giờ sáng rồi. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ.